Thưa quý vị và các bạn, từ một xã đói nghèo, nhờ có những chủ trương phát triển kinh tế xã hội đúng đắn, đặc biệt là nghị quyết Ba Nhiều, đến nay xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã có sự đổi thay vượt bậc, tiếp đà thành tựu bằng nghị quyết Ba Nhiều, Ba Cùng của nhiệm kỳ này. Phúc Sen đang viết tiếp câu chuyện về ý đảng, lòng dân trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, phấn đấu đưa Phúc Sen thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, mang bản sắc đặc trưng dân tộc Nùng An, tỉnh Cao Bằng. Trong chuyên mục Dân tộc và phát triển tuần này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện về một nghị quyết sống xuất phát từ nhân dân, vì nhân dân. Mình nói với bà con là mình triển khai xuống dân cơ mà, cho nên là cái nghị quyết phải ngắn gọn thôi, dễ hiểu, dễ nghe, dễ thực hiện. Mình phải đặt mình vào cương vị của người dân. Nghị quyết Ba Nhiều đã được Đảng bộ xã Phúc Sen ban hành cách đây hơn 20 năm. Nghị quyết này đã thực sự đi vào cuộc sống. Nó là một nghị quyết thay đổi bộ mặt cuộc sống của nhân dân. Thay đổi hoàn toàn về thống, đời sống, vật chất cũng như tinh thần. Nghị quyết Ba Nhiều ấy thì cũng xuất phát từ cái chỗ mà cuộc sống dân khó khăn, đất thì ít mà nhân dân thì còn đói kém, thì từ cái chỗ đó thì mới có cái nghị quyết Ba Nhiều. Những năm 84 của thế kỷ trước trở về trước đó thì phải nói là bà con cũng rất là khó khăn, còn đa số là còn ăn ngô, còn ăn bẹ, cháo bẹ, còn ăn ngô, lúa thì chưa đủ, lại phải mua, mà thậm chí không có tiền để mà mua. Thế thì một số bà con nông dân thì khi thương trẻ con ấy, như các cái câu chuyện vụn vặt như thế này thôi, nhưng mà nó cũng là cái cuộc sống thực tế của bà con lúc bây giờ. Thương trẻ con thì lại mua gạo về, lại cho vào túi nấu cùng với cơm, nhưng mà lại để cho vào cái túi để cho bọn trẻ nó ăn gạo, chứ người lớn thì lại ăn ngô. Đấy, hơn nữa là thời đó thì là lại phải là ăn khoai này, sau đó là nấu nhiều rau, các loại rau, kể cả rau rừng về để bổ sung thêm. Thời đó nói chung là thời đó cũng khó khăn lắm. Từ cái chỗ đó mà các đồng chí cán bộ thì cũng bàn lại với nhau và nhân dân khó khăn thế này thì cũng cán bộ thì phải có trách nhiệm là làm sao mà tháo gỡ những cái khó khăn đó. Thế cho nên mới bàn với tất cả các đồng chí ở trong lãnh đạo, đặc biệt là các đồng chí trong ban thường vụ cũng như là các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy xã, đưa ra thành cái nghị quyết gọi là nghị quyết Ba Nhiều, nghĩa là trồng nhiều cây, nuôi nhiều con và làm nhiều nghề. Trong quá trình triển khai thực hiện cái nghị quyết Ba Nhiều ấy, thì đặc biệt là cái khâu tuyên truyền cũng như là thực hiện thì cũng khó khăn lúc đầu, do nhân dân cái nhận thức nó cũng chưa được tốt lắm. Ví dụ như là làm nhiều thì tất nhiên là có một số dân ấy, thì ngày xưa thì làm một vụ thì nó đơn giản và được nhàn nhã hơn. Nhưng mà về sau có cái nghị quyết Ba Nhiều thì động viên cho bà con làm nhiều, thì bà con cũng thấy là một là vất vả, thứ hai là ví dụ như một số các cái loại giống mới nó năng suất hơn thì bà con lại kêu ca, ôi dồi ôi, cái cây giống mới này được nhiều quá, mà lại gánh qua cái vai đau hết cả rồi. Ngày xưa thì cái đám đấy là năm gánh là xong,
bây giờ là hơn chục gánh còn chưa xong, nhưng mà bây giờ cũng là cái đám đấy, nhưng mà phải đi thu hoạch mất 2 ngày thì mới xong. Thì cũng là một cái là một số dân nên cũng chưa hiểu thấu lắm cái vấn đề này, thì dân cũng lại kêu mình lại có cái động viên. Thực sự ra mà nói thì mấy cái anh cán bộ là phải tuyên truyền, vận động, phải phân tích. Bởi vì dân thì làm cái việc gì thì cũng muốn ăn ngay, làm cái việc gì cũng chỉ là giải quyết cái khâu trước mắt ngay, chứ còn cái khâu lâu dài thì nhân dân ít nghĩ tới cái chuyện là lâu dài. Cho nên là những cái nào mà cảm thấy bà con thấy phân vân, bà con thấy nghĩ chưa thấu đáo thì chúng tôi lại phải giải thích, phải động viên thật lực. Cho nên là chúng tôi cái khâu quyết định là phải các anh cán bộ lại phải thấu hiểu cho dân, mà các anh cán bộ là phải kiên quyết, phải sát với dân, phải đi vào lòng dân, phải đi xuống dân, thậm chí phải đi từng nhà dân. Bà con nông dân cũng cố gắng vươn lên trong cái cuộc sống. Nên đến hiện nay mà nói thì đất thì ai đi qua cái địa phận của xã Phúc Sen thì thấy đất lúc nào cũng có cây trồng, không bỏ hoang như ngày xưa. Lúc nào cũng xanh ở ngoài đồng. So với 20 năm trước đây thì bà con nông dân phải nói là cái cuộc sống nó cũng khấm khá hơn nhiều. Nghị quyết ba nhiều ba cùng tại xã Phúc Sen hiện tại thì các bước cái đang đi đúng hướng. Nhân dân đang thực hiện và từng bước hoàn thiện dần và nâng cao, nâng tầm về đời sống cũng như cách thức, phương thức sản xuất nông nghiệp từ hộ gia đình cho đến sản xuất là hàng hóa, tập thể cho đến dần dần thành hợp tác xã. Các ông mà vừa rồi thì chúng con cũng gửi cái bản dự thảo về cho ông để ông nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với các nội dung của dự thảo. Thì trên tinh thần kế thừa là phát triển thêm cái nội hàm của ông thôi. Chắc chắn là thời gian trước thì ông đã định hình là trong cái ba nhiều ấy thì sẽ có nhiều lượng, nhiều chất, nhiều giá trị rồi, nhưng mà cái thời kỳ đấy thì cái tập trung vào cái phát triển kinh tế để mà ổn định đời sống nhân dân chỉ là sẽ tập trung vào nhiều cây, nhiều con và nhiều nghề trước. Thì những cái nội dung này thì cũng mong ông chia sẻ những cái kinh nghiệm ngày xưa xây dựng nghị quyết và bây giờ là cái nội dung của nội hàm của nghị quyết ba nhiều ba cùng mà ban phải đảng bộ dự kiến sắp tới ban hành, mong ông cho ý kiến để chúng con có thêm cái nhiều cái kinh nghiệm cũng như là cái bổ sung các nội dung để nó hoàn thiện hơn. Cái thời điểm trước kia ấy là ba nhiều chỉ giải quyết cái vấn đề trước mắt, thế còn cái ba cùng hiện nay ấy, thì mới là cái để đi sâu vào cái nội hàm của nghị quyết ba nhiều. Vì cái ba cùng này ấy là nó là cùng làm, đúng không ạ, cùng tiêu chuẩn, cùng chất lượng. Thì ba cùng này ấy thì nó mới đảm bảo là cái năng suất cuối cùng cũng thì mới đảm bảo cái là năng suất, chất lượng và hiệu quả, giá trị của cái sản phẩm mình đã làm ra. Cho nên là tôi thấy là ban chấp hành đảng xã hiện giờ mà đưa vào cái nội dung, thêm cái nội dung ba cùng vào nữa là rất hợp lý và nó mới đảm bảo được sự phát triển bền vững và nâng cao cái năng suất lao động cũng như hiệu quả kinh tế mà cái nghị quyết đã đề ra và cái ý tưởng của anh em khóa mới bây giờ như thế là chính xác. Tôi thấy hoàn toàn ủng hộ cái vấn đề này. Ban chấp hành đảng ủy có họp mà tổng kết cái nghị quyết ba nhiều xưa đấy thì để xây dựng thành cái nghị quyết ba nhiều mới với cái nội hàm mới là ba nhiều là nhiều lượng, nhiều chất, nhiều giá trị và ba cùng là cùng làm, cùng tiêu chuẩn và cùng chất lượng.
thì với mục đích là chuyên môn hóa sản xuất, liên kết sản xuất và tạo ra cái giá trị sản phẩm hàng hóa nó lớn hơn. Cái này là một cái làng nghề, nó là cái làng nghề truyền thống có được rất là lâu đời rồi. Đấy, được ông cha ta đã gìn giữ và đến bây giờ là truyền lại cho con cháu. Thì phải nói là cái nghề này thì được gần 200 năm nay rồi. Chúng tôi làm cái nghề rèn này là bằng cái tâm. Đấy, chúng tôi làm cái tâm để rèn từ thép mà đẹp thì đẹp từ tâm. Có nghĩa là người dùng cũng chất lượng mà người làm thì cũng phải có cái tâm để cho người tiêu dùng nó mãi mãi nhớ đến cái sản phẩm của mình. Bởi vì cái sản phẩm của Nùng An ấy thì nó là một cái người dân tộc thiểu số. Nên là chúng tôi làm thì ngày trước thì nó chưa có máy móc, chưa có điều kiện như bây giờ. Chúng tôi thì làm toàn bằng thủ công thôi. Đấy, nhưng mà đến bây giờ thì chúng tôi đã cải thiện hơn một chút, là nó sẽ những cái máy móc này nó sẽ thay sức lực con người. Đấy, thì là có cái máy búa để đập cho nó phẳng hơn này. Vâng, bản thân em thì em cảm thấy rất là may mắn khi được sinh ra ở cái mảnh đất có làng nghề truyền thống như thế này. Thì có công ăn việc làm ổn định thì không phải lo đi xa kiếm tiền hoặc là kiếm việc làm chẳng hạn. Nó là cái tâm đắc là như này. Cái nghề rèn thì nó là một cái nghề mà từ cha ông ta không đã gây dựng nên để cùng nhau xây dựng cái nghề truyền thống của mình, không để cho nó mai một, không để cho nó mất đi cái nghề rèn của mình, mà đến bây giờ đã được nhà nước công nhận đó là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đấy, phải nói là rất là người như là bản thân tôi cũng là một người dân ở trong Phúc Sen, cũng là người Nùng An, chúng tôi rất tự hào cái vấn đề đó đã được nhà nước công nhận. Đấy, cái sản phẩm của chúng tôi đã được chúng tôi mở mang cái tầm mắt đưa ra cái thị trường, mà đưa ra cái thị trường này chứ không phải là đưa ra thị trường mà ở trong nước, mà thậm chí chúng tôi đã tung cái sản phẩm của chúng tôi ra tận nước ngoài, mà hiện tại bây giờ cái tầm đi xa nhất nó là tận châu Âu. Cái câu người ta hay nói nó gọi là thương trường là chiến trường. Đấy, nhưng mà chúng tôi thì lại không áp dụng cái biện pháp đó để mà mất cái đoàn kết. Đấy, chúng tôi là cùng nhau bảo ban nhau thôi. Đấy, hôm nay là ví dụ là sắt than nâng giá thì chúng ta cùng nhau nâng sản phẩm của mình lên, chứ không thể nào mà cạnh tranh nó không lành mạnh là mất cái sự đoàn kết. Đã mất cái sự đoàn kết đi rồi thì chúng tôi sẽ khó giữ được cái vấn đề sản phẩm của cha ông ta. Thì chúng tôi phải là lúc nào cũng phải là liên kết với nhau, thống nhất cùng nhau, bảo ban với nhau, đừng làm ảnh hưởng. Làm gì thì làm, cha ông ta đã xây gây dựng thì mình phải cố gắng giữ được cái bản sắc của mình, đừng có mất cái thương hiệu đó. Đảng bộ xã cũng có những cái cách làm để lưu giữ và phát triển những cái truyền thống, những cái nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Tôi lấy ví dụ như là cái việc sinh hoạt đảng này, các mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thì đều gắn các cái hoạt động văn hóa. Tại xã Phúc Sen thì hiện nay đã thành lập được
các cái câu lạc bộ văn hóa văn nghệ để lưu giữ truyền dạy các cái làn điệu dân ca, rồi thậm chí là dạy cả các cái nghề truyền thống cho con cháu. Đấy. Một số sản phẩm mà hiện nay cũng nhiều người biết đến và cũng đang được yêu thích, đấy là các cái sản phẩm từ thêu, rồi từ các cái làng nghề truyền thống mà nhân dân xã Phúc Sen gìn giữ và phát huy được. Chúng tôi cũng rất là mong muốn và định hình, định hướng để cho bà con nhân dân phải cố gắng giữ gìn cái bản sắc văn hóa của người Nùng An của xã, và rất là mong muốn để mà xây dựng trở thành trung tâm và vùng lõi văn hóa người Nùng An của Việt Nam. Vậy thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái việc mà tuyên truyền để cho người dân hiểu và người dân tự thực hiện. Nhau đi hái chè vơ, đi đồi đó vơ. Thế phải heo đôi chè vơ để đi. Chuẩn bị mà bắt đầu trồng ấy cũng rất sợ, nhưng mà về sau ấy, lúc đấy đồi thì nó vẫn đồi như kiểu như này ấy. Về sau anh em bảo là có cái chương trình dự án bảo là cho xóm trồng chè thì là cả xóm về phá cái đồi như đồi nương của như này ấy. Về sau làm sới từng tí đấy, cho bò về cày lên, sau đó đến khi giống vào ấy thì mình mới trồng được. Đất ở đây thì nó cũng phù hợp với cây chè đấy, từ năm ngoái năm trước làm như thế, nhưng mà bây giờ chè cứ xanh mơn mởn như thế. Xong rồi chủ yếu là dùng bằng phân chuồng thôi đấy, không phun thuốc, không dùng kích thích cái gì cả. Chè ở đây à, nói chung là anh em ở đây cũng nhiệt tình, nói chung ở đây nó hổ nào cũng trồng, rồi đến khi người này đẹp của người này không đẹp thì nó lại thành người này không biết làm, cho nên ấy làm về chè này nói chung là cùng nhau đoàn kết lắm đấy, cứ bảo là đi trên đồi làm chè thì tất cả cùng nhau đi, cứ thế là cả hẳn như mai có đi đồi chè không thì tất cả phải là mai đi, thế thì đợi nhau cùng nhau đi làm cỏ đấy. Người dân đúng sâu ấy chưa bao giờ nghĩ tới rằng là đồi hang mà đang mọc cỏ tùm thế này hôm nay lại thành một đồi chè đẹp đẽ như thế này. Thì khi mà cùng làm thì cái vận mệnh để mà thực hiện một vấn đề ấy, thì là nó cùng chung vận mệnh. Do vậy thì cũng lấy các câu chuyện như là tổ hợp tác trồng chè có 20 năm hộ thì chính là 20 năm tấm ván để đóng thành một con thuyền. Nếu như một hộ làm không được thì cũng giống như là một tấm ván nó bị thủng. Thì nếu mà một tấm ván bị thủng thì cả con thuyền bị thủng. Tức là ý muốn nói là cả cái sản phẩm chè của Lũng Sâu sẽ không thể đưa ra thị trường, do là có một hoặc là một vài hộ mà chưa sản xuất đảm bảo chất lượng. Đi lại ở cái tuyến đường mà qua Phúc Sen ấy, thì các đồng chí thấy những cái diện tích đất đó thì lúc nào cũng xanh tươi bốn mùa, và người ta vẫn đùa, vẫn nói với nhau rằng vùng quê đất không nghỉ. Đối với sản xuất nông nghiệp hàng hóa thì trước đấy chỉ có mười mấy hecta thôi. Thế thì sau một năm triển khai nghị quyết thì nó đã tăng lên là trên 120 hecta trong vòng có một năm thôi. Thì cái đấy là cái mà khẳng định thể hiện được là cái sức sống của nghị quyết và cái tính khả thi của nghị quyết, tính đúng đắn của nghị quyết. Và thêm nữa thì đối với các hộ mà sản xuất các nghề truyền thống
thì hiện nay đang có xu hướng là có liên kết lại tạo thành các tổ, các nhóm, và hiện nay đã có hai hợp tác xã để mà làm nghề rèn, và sản phẩm nghề rèn đã bước đầu đã xuất khẩu sang một số thị trường như là thị trường của Đức. Nghị quyết ba nhiều bây giờ phát triển nó lên thành ba nhiều ba cùng thì tôi thấy là rất là hợp lý và rất là thực tế, vì là cái ba nhiều ba cùng này thì nó mới đảm bảo là cái chất lượng của sản phẩm, là cái giá trị của sản phẩm nó nâng lên. Bất kỳ một cái chủ trương hay nghị quyết nào khi mà mình muốn xây dựng và ban hành, nó phải xuất phát từ thực tế, từ những cái nhu cầu thực tế của người dân, và đảm bảo cái tính khả thi của nghị quyết thì cái chủ trương nghị quyết đó mới đi vào cuộc sống được. Sự quan tâm chính quyền các cấp văn nay đầy huân hy huân nhung mì đôi trẻ tâm sung khéo on hắt khó con từ đây ngài lắng nghe.